Thưa quý khán giả, những ngày qua, câu chuyện về việc xây mới trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm, thành phố Cần Thơ đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận bởi ngôi trường này có bề dày lịch sử gần 100 năm tuổi, thuộc vào loại cổ nhất của thành phố. Vì sao phải xây mới hoàn toàn mà không phải là trùng tu như là những công trình cổ khác? Đó chính là thắc mắc của rất là nhiều người, nhất là những học sinh đã từng theo học tại trường này. Và chúng tôi đã có cuộc tìm hiểu và ghi nhận qua phóng sự sau đây. Xuống cấp, nguy hiểm. Đó là hiện trạng cơ sở vật chất tại trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm. Còn lớp học này đã phải dùng làm nơi chứa đồ do không thể dùng giảng dạy vì nó quá nguy hiểm. Khi phải học trong một ngôi trường đã bị xuống cấp như thế thì rất khó tạo được sự an tâm cho học sinh. Nói với những bạn ở trên lầu thì là cái tròn thì nó đã bị xuống cấp rồi, nó có thể nó rớt bất cứ lúc nào. Cho nên là rất là cảm thấy rất là nguy hiểm cho các bạn đó. Và năm sau em cũng sẽ chuyển lên lầu học, cho nên là cái sự xuống cấp như vậy đã ảnh hưởng rất là lớn tới sức khỏe và an toàn của tụi em. Do trường bị xuống cấp nên nhiều năm qua lãnh đạo trường đã dùng những thanh sắt như thế này để có thể là chịu lực tiếp những cây cột đã bị nứt. Thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn thì nó lại dở ra những khối bê tông lớn như thế này. Trường được xây dựng từ năm 1917 với tên gọi Collège de Cần Thơ, sau đó đổi tên thành Phan Thanh Giảng, rồi trường cấp 23 Châu Văn Liêm và hiện nay là Trung học phổ thông Châu Văn Liêm. Năm 1987, các kiến trúc sư người Pháp đã gửi công văn thông báo trường đã hết hạn sử dụng, nhưng do không có điều kiện xây mới nên chỉ sửa chữa lại. Năm 2010 thì cơ quan xây dựng kết luận là không đưa vào sử dụng trường học này được nữa vì hết sức là nguy hiểm, là có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu, các cô, thành phố cũng có cái quyết định cho đầu tư xây lại trường. Trường Châu Văn Liêm có bề dày lịch sử rất đáng tự hào, là nơi đã đào tạo ra hàng vạn thanh niên có tri thức, tài năng, góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển đất nước. Vì thế, nhiều thế hệ học sinh cảm thấy tiếc nuối khi biết trường sắp phải xây mới. Thì về kỷ niệm thì phải nói có rất nhiều cái kỷ niệm. Nếu như mà một cái kỷ niệm mà mất đi thì phải nói rất buồn. Về mặt lịch sử là giá trị rất lớn, nhưng sinh mạng con người là giá trị cao hơn lịch sử nữa. Anh cũng phải cân nhắc. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng thành phố nên trùng tu lại thay vì xây mới. Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ, nhiều ngôi trường có tuổi thọ như Châu Văn Liêm cũng không thể giữ nguyên trạng, như trường Nguyễn Đình Chiểu ở Tiền Giang đã xây từ 2 tầng thành 4 tầng. Tôi cũng có bàn với các ngành cũng tính tới cái phương án để trùng tu. Ngay vậy thì nhưng mà qua cái tuổi thọ quá lâu, thứ hai là cái chất liệu nhà trường bây giờ nó hư mục, nó có thể sập đổ. Cho nên là đã qua hơn 6 lần sửa chữa rồi, nâng cấp rồi. Nên bây giờ là nếu có làm được cái trùng tu thì rất là khó. Để sự việc được nhìn nhận một cách đa chiều, nhiều kiến trúc sư đã đến khảo sát cơ sở vật chất tại trường Châu Văn Liêm. Hiện nay có đến 4 lớp kiến trúc tại ngôi trường cổ này được xây qua nhiều thời kỳ chứ không hoàn toàn được xây từ thời Pháp. Rõ ràng như những cái thông tin từ báo chí thì ngôi trường đang xuống cấp trầm trọng và rất là nguy hiểm cho học sinh trong quá trình sử dụng. Thì qua khảo sát thì sơ bộ chúng tôi nhận định rằng có khoảng 30% có lượng công trình ở trong đây có thể trùng tu được. Và cái việc mà trùng tu thì chắc chắn là sẽ tốn nhiều cái công sức và tiền bạc hơn, kể cả vấn đề thời gian. Theo kế hoạch, mặc dù xây mới nhưng vẫn giữ kiến trúc cũ và chỉ thay bằng vật liệu hiện nay. Tổng kinh phí dự toán khoảng 98 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố sẽ giữ lại nguyên trạng một khu kiên cố nhất để lưu dấu về một ngôi trường có giá trị lịch sử văn hóa lâu đời tại địa phương. Hiện lãnh đạo thành phố Cần Thơ đang tiếp tục khảo sát hai phương án, trùng tu hay xây mới. Lãnh đạo thành phố cũng cho biết, vấn đề an toàn cho hàng ngàn học sinh và giáo viên của trường phải được đặt lên trên hết, bởi không may tai nạn xảy ra thì hậu quả để lại sẽ rất nghiêm trọng.